Chào mừng các em đến với tiết học âm nhạc hôm nay. Thì theo phân phối chương trình mới, lớp chúng ta sẽ học theo chủ đề. Chủ đề thứ nhất là chủ đề đoàn kết. Tiết 2, hôm nay chúng ta sẽ học một nội dung đó là học hát. Bài hát Nổi trống lên các bạn ơi, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Giới thiệu về bài hát và tác giả. Các em đi mục A nhỏ, giới thiệu về bài hát. Bài hát ca ngợi tình đoàn kết của 54 dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Bài hát linh hoạt, vui tươi và sôi nổi. Trên màn hình đây cô giới thiệu với các em, đây là cổng đền mộ Lạc Long Quân. Và đây là cổng đền mẫu tổ Âu Cơ. Trên màn hình đây là lễ hội đền mẫu tổ Âu Cơ. Và đây chúng ta rất là quen thuộc, đây là hình ảnh đền Hùng. Các em có biết đây là anh nhạc sĩ nào không ạ? Đây chính là chân dung của anh nhạc sĩ Phạm Tuyên ha. Cô sẽ giới thiệu với các em đôi nét về nhạc sĩ Phạm Tuyên. Ông sinh ngày 12 tháng 1 năm 1930 tại Hải Hưng. Ông là tác giả của các bài hát thiếu nhi như Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Cô và mẹ, Hạnh khúc đội và Đêm pháo hoa, vân vân. Nhạc sĩ Phạm Tuyên là một nhạc sĩ nổi tiếng có rất là nhiều ca khúc viết cho thiếu nhi. Thì đây là một trong những bài hát tiêu biểu. Một số ca khúc của nhạc sĩ Phạm Tuyên nữa là cho thiếu nhi như là bài Chú voi con ở bản Đôn, Tiến lên đoàn viên. Chúng ta đi mục 2 nhỏ, đó là phân tích bài hát. Bài hát Nổi trống lên các bạn ơi, thì các em quan sát cho cô trên màn hình. Đây là toàn bộ nội dung của bài hát. Các em trả lời cho cô xem bài viết ở giọng gì, có thể chia làm mấy câu. Thì chúng ta dễ dàng nhận ra đó là bài hát được viết ở giọng La Thứ, có hai đoạn. Ở trên cái bài cô có đánh cái dấu check ha. Từ đầu cho tới dấu check này là dấu check màu đỏ, là đoạn 1, và đoạn thứ hai là đoạn còn lại. Em hãy kể cho cô những ký hiệu âm nhạc có trong bài hát này. Đó, các em thấy trong bài này có rất là nhiều ký hiệu âm nhạc. Thì ký hiệu âm nhạc thứ nhất đó là gì mấy em? Đó là dấu quay lại ha. Dấu quay lại, cho nên là khi chúng ta hát bài hát này, chúng ta sẽ nhắc lại bài hát này quay lại 2 lần. Và ở cuối bài thì có dấu nhắc lại, chúng ta sẽ nhắc lại cái đoạn đó, câu đó thêm câu tung tung tung, chúng ta sẽ hát 2 lần. Về phần khung thay đổi thì khi chúng ta hát lần 1 chúng ta sẽ hát khung 1, và các em hát lần 2 chúng ta sẽ hát đổi qua khung 2 và không hát khung 1 nữa nha. Tiếp theo là dấu nối và dấu luyến. Và bây giờ cô mời các em cùng luyện thanh. Chúng ta sẽ đọc gam La Thứ nha. La si do re mi fa son la, la son fa mi re do si la, la do mi la, la mi do la. Cô mời các em nghe bài hát mẫu bài hát Nổi trống lên các bạn ơi. Thank you.
khi chúng ta nghe bài hát mẫu, nổi trống lên các bạn ơi, thì chúng ta sẽ tập từng câu. Bây giờ cô sẽ đàn từng câu cho chúng ta nghe nha. Đó là câu đoạn thứ nhất ha, gồm có hai câu. Bây giờ các em nghe lại lần nữa nha. Tiếp theo các em nghe đoạn tiếp theo, đoạn số 2. Các em nghe tiếp câu tiếp luôn nha. Đó là toàn bộ đoạn số 2. Và khi chúng ta hát hết đoạn số 2, các em sẽ quay lại từ đầu. Bây giờ cô sẽ đàn từ đầu cho tới hết bài một lần nữa nha. Và đây là lần thứ 2 ha. Chúng ta quay lại lần thứ 2. Đó là giai điệu của bài hát Nổi trống lên các bạn ơi. Bây giờ các em sẽ nghe nhạc và có thể hát theo kiểu đối đáp nam và nữ. Củng cố bài, chúng ta sẽ hát lại bài hát Nổi trống lên các bạn ơi với nhạc nền. Thank you.
phần bài tập về nhà các em lưu ý cho cô. Các em học thuộc lời bài hát Nổi Trống Lên các bạn ơi. Và trả lời hai câu hỏi trong sách giáo khoa trang 47. Đọc trước tên nốt bài tập đọc nhạc số 6 và chuẩn bị bài tiếp theo nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã tham gia tiết học cùng với cô. Xin chào các em và chúc các em thật nhiều sức khỏe.